Ok, chúng ta bắt đầu các bạn. Uh, cái video này mình sẽ giải quyết một cái vấn đề hồi sáng khi mình dựng xong cái cái này, cái tủ hay cái kệ gì đó, các bạn muốn gọi là gì gọi ha, nó có cái ngăn khoét vô vậy. Thì bạn dựng xong rồi nhìn nó khá là hoàn thiện, tuy nhiên chỗ này nếu mà nhìn kỹ, bạn soi kỹ á thì bạn thấy chỗ này có gì đó nó lún xuống nè. Nha. Mấy cái polygon nó chạy nó chạy thẳng đúng không? Tự nhiên đây nó cong cong lúng xuống nè. Và cái này mình đang xây flat, nếu bạn xây smooth. Xây smooth rồi thì bạn cũng sẽ thấy nó có cái gì nó gợn chỗ này như, như bị mớp nha cái này thì bạn chưa thấy rõ ví dụ như sau này cái khối này bạn áp chất liệu lên đó bạn làm chất liệu rồi bạn đặt đèn bằng render nha rồi bật camera render gì đó mà ví dụ như cái mô hình này trong một cái game hay là một cái hoạt hình gì đó mà nó có một cái góc nào đó nó vô tình mà nó làm nổi bật cái kiểu này nha tôi đổi cái mắt cáp cho bạn xem à kiểu dạng vậy nè không biết cái mô hình vô tình vô cái góc gì nó có cái chất liệu đổ bóng hay gì đó mà nó làm nổi lên cái chỗ này cái, rõ ràng chỗ này nó bị như một cái vết cấn cái viết dễ ra đó cái vết cấn hay không mà muốn gọi nó là gì gọi vết nhăn vết cấn vết chạy hay gì đó nha thì không ổn rồi đúng không là giờ góc độ nào dường như bạn chọn cái chất liệu khác cái mắt cáp khác á nha cái này nó thấy rõ hơn là nhìn từ xa vẫn thấy ha cái file render này tôi có đính kèm ở dưới cái phần mô tả video bạn mở cái file render lên bằng quan sát thì bạn sẽ thấy rõ hơn đó cái này ha cái khối này đang là khối V1 nha bên đây cũng vậy luôn tại bên đây lúc mình dựng mình làm nó giống nhau tương tự nhau cách làm tương tự cho nên mình dòm đây tự nhiên thấy có cái những cái, cái vật cấn giống như cái cái gì đó va và đập vào chỗ này nó bị mốp nó bị cấn ha. như vậy bây giờ mình phải sửa cái này thôi thật sự thì nếu làm xong rồi mà nó không có gì to tát quá bạn cấp bách quá mình nhìn không kỹ thì nó cũng không thấy nha nhưng mà thí dụ như bạn phải làm mô hình hoàn thiện mình phải né vụ này nha rồi bây giờ mình trả lại cái mắt cáp kia đi mình sẽ tìm cái nguyên do nha tìm cái lý do tại sao nó bị vô này mình biết lý do mình mới khắc phục được nha mà trong dựng hình thì nếu cái tô to, cái topology của bạn chỗ đó nó bị cái gì đó vấn đề gì đó thì bạn phải Um, cái 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 khói bạn chỗ đó nó bị cái vấn đề đó thì bạn phải dòm nó cái topology nha bạn tìm nguyên do rồi thì chỗ này bạn thấy là để đây kiểu như là nó ngay cái điểm này đúng không ngay vào test này nè cái vết nhăn vết cấn nó nó ngay với vertex này ha thì vertex test này nó đâu ra nó thuộc cái đường chéo này nè thấy không tức là những cái đường nằm ngang nằm ngang hoặc nằm đứng thì nó ok hết nhưng mà tự tự nhiên ở chỗ này có cái đường chéo này nó gây cái lỗi này Nha. Bên đây cũng vậy luôn Thấy không bạn thấy cái poly loop á Cái loop của cái poly á Những cái cái polygon á Nó chạy tự nhiên chỗ này nó bị dở lên Cho cái đường chéo này Nha. Ok Vậy thì bây giờ mình sửa Né cái đường chéo đó Thì bạn nhớ lại là lúc cái mình dựng hình đó Đường chéo đó là do cái thao tác gì gây ra Mình nhớ lại ha nè. Chọn cái mặt đúng không Đây thao tác này nè ấn face face này, face set. Ấn vô kiểu này đúng không? Vô được cái mặt nhỏ trong rồi bạn mới trù vô đúng không? Đó, đại khái là vậy. Thì lúc nãy cái thao tác xét nó vô tình nó gây ra cái đường chéo vô này Đó, thì cái bên kia cũng vậy nha. Lúc mình làm cái cái buổi trước đó, mình làm là mình theo cái, cái 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 cách làm inset nha. Như vậy chính do thao tác inset nha. Rồi, À, xin lỗi mà bây giờ uh, vậy mình dựng lại thì mình phải né cái thao tác insert ha ở đây tôi cho các bạn coi cái khối kết quả nè một cái khối mới dựng nó không có bị cái chỗ uh, cấn đó khối v 2 á này rất là mịn màng luôn nha bên kia cũng vậy nha nó tương tự vậy thì bây giờ mình coi cái topology của khối này này chỗ này hoàn toàn không có đường chéo gì hết nha toàn là những đường thẳng đứng hoặc nằm ngang cho nên là khi bạn bằng smooth và bạn say smooth thì nó rất là ngon lành cạnh đạo ha. đó không có nhăn nhúng không có bị mớp, cấn không có khi mốc xì hết ha. ok rồi xem như đó đủ rồi bây giờ bắt tay vô dựng lại ha mình cái cách mình dựng khác tiếp cận khác tiếp cận khác sao uh, để về hay luôn ha Bây giờ xem thành cái file mới cái nha. T à, tôi sẽ gửi cái file hoàn thiện nhất cho bạn trong cái link ở phía dưới video. Ok. Tạo cái khối kiểu. Cái khối uh, kiểu. À, làm nhanh nha bạn. Có một số chỗ tôi làm nó không có chính xác, tôi không có nhập mấy cái chỉ số này vô cho nên có thể nó không bằng nhau nha. Nên bạn thì bạn làm chi tiết thì uh, bạn làm kỹ thì nó bằng nhau ha, còn này tôi làm nhanh, thí dụ như cái này su faceit mấy bạn muốn nó bằng ra đúng không, phải chu nó bằng, thí dụ như đây là 2 mét đi, thì bên đây chu faceit ra cũng 2 mét đúng không? đó, bạn kỹ thì bạn nhập mấy giá trị vô ha, còn này tôi demo cho nên tôi cố gắng tốc độ cho nó, cho nó, cái video nó ngắn. Rồi bây giờ mình chèn mấy cái ellipse chặn vô nha, dẹp cái này qua tí tí. Uh, mấy cái ellipse chặn loop cut and slide hai cái trên dưới mấy cái này tôi không thích minh nha cách làm mấy cái thao tác này thì bạn rành rồi cho nên tôi không thuyết minh rồi ờ. cái này hai cái bạn nhớ là muốn cho bằng nhau thì bạn nhập mấy cái chỉ số gì ha bạn insert từng cái ít lúc riêng rồi bạn nhập mấy chỉ số gì đó cho nó mấy cái lúc nó đều nhau làm sao đó thì tùy bạn nha này mấy factor gì đây nè đó bạn phải làm từng cái ha nếu muốn đều thì làm từng cái rồi tức là ý tôi là ví dụ như hai cái như vậy nè ây da dạ. hai cái gì nè nó bạn muốn hai cái bên đây đó, nó bằng với hai cái bên đây nè nha khoảng cách rồi này kia bằng so với cái 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 mép ngoài cùng đó, thì bạn làm từng cái bạn nhập giá trị ha còn này tôi làm nhanh tôi làm tắt như vậy thực tế thì bạn dựng mô hình game hoặc hoạt hình thì nó cũng không có cần phải chính xác tỉ mỉ từng cái số đo nha Ờ rồi ừ, từ đầu rồi nha trong này đúng không hai cái lượt luôn đi rồi bên đây luôn ok Bây giờ uh, subdivision vô ha hai ba bản xuất mô hình qua game hoặc hình như thế thì một hai được rồi còn đây mình chơi sang mình để ba nhìn cho nó mượt thôi rồi vậy bây giờ cái khối nó nó gan vậy rồi đúng không Giờ bắt đầu khoét cái ngăn ha tính đường khoét cái ngăn ok cái cạnh này nó hơi ngắn hơn rồi nha đây làm cho vừa ý coi kéo nó gan chút nữa mà theo nó ra 0.6 đi hả? Ok, vậy mình đây cũng kéo 0.6 ha. Rồi, cho dài dài cho bạn nhìn cho bằng cái kia thôi mà. Ok. Bây giờ chuẩn bị khoét lỗ nha, khoét cái ngăn nha. Khoét cái ngăn thì mình sẽ chèn cái lúp nữa cái này thì làm chính xác tí ha cho hai cái ngăn hai bên nó độ rộng nó bằng nhau cái này tôi sẽ lấy 0 chấm ok 0.6 luôn ha không thêm xong đi thêm chút nữa à, dạ, dạ, 7 rồi. À. 0.7 rồi. Ok, một căn bên một đây 0.7, một cái lớp ha, bên đây cũng không 7 luôn rồi à, ngang chà cái cái chỗ này nó phải vuông các bạn cái hình chỗ này phải vuông á hồi nãy tôi làm vậy là tôi nhắm chừng vậy ẩu cho nên tôi chèn lại hai lớp chỗ đó nha xóa cái này cái này xóa cái lớp này nè control delete ha Xóa cái lớp chỗ này, rồi để, để chèn lại nha. Tôi muốn cái hình cái góc chỗ đó nó vuông, nó là một hình vuông nha. Cho nên làm lại. 0.9 nha. Rồi, vậy bên đây cũng lớp lớp này slide cũng vô 0.9 nha. Rồi, ok. Vậy cái mặt chỗ này, tôi muốn cái mặt chỗ này nhìn từ trên xuống nó là hình vuông, nha lý do là làm sao thì lát bạn bạn dòm bạn thao tác tôi làm tới bạn sẽ hiểu tức là mình đảm bảo cho cái lúc mình chu cho nó bằng nhau thôi mà mấy polygon kéo cho nó bằng nhau rồi như vậy là miếng này nè bằng miếng này đúng không và cái chỗ này là hai miếng này bằng nhau nè nha tại vì cái cái, cái hình này hình vuông mà cho nên hai miếng này bằng nhau ha rồi ok ờ, giờ mình cắt theo cái chiều này hai cái luôn chiều này thì tiện quá rồi ờ, tầm này đi giãn ra chút nữa rồi ok vậy bạn sẽ có polygon chỗ này polygon chỗ này cái phay á đây là những cái mặt mà mình sẽ đục vô nè được ha đây là những cái mặt mà mình sẽ đục vô nhớ là nãy giờ tôi không có xài inset nha toàn là uh, lúp kết uh, với lại uh, chưa extru ha bây giờ extru nè sao cái đề rồi bây giờ bạn extru nếu bạn chọn hết cái đám này bạn dùng cái lệnh cũ extru face it along normal á làm thử ha tẩy vô nè bạn giữ anh luôn cũng được thì kiểu gì kiểu nó sẽ thấy cái góc ở dưới cái gì nó lộn xộn cái thấy không tùm lum ta la chưa yeah. nha nó, nó đường chéo đường gì chồng nhau cho nên là không ổn ha là không xài cái lệnh đó được mình phải trù từng bên nha Extrude từng bên như thế này đây chọn mặt nền đây trước nha rồi cái thao tác này hơi mới cho nên là tôi sẽ làm chậm một mô tả chỗ này tí ha bạn chọn hai mặt vào đây trước nha sau đó bằng Extrude Face it vô nè bây giờ vô tới đâu vô tới một cái đường màu đen nó nằm thứ nhì đó nha bây giờ tôi chụp cái màn hình lại nha để bạn để, để tôi khoanh cái chỗ này rồi bỏ thao tác hình này đi tôi mở cái hình nãy tôi chụp để cho mô tả cho bạn đây lúc nãy đang kéo cái mặt màu đỏ này vô đúng không đang chu á giờ chu tới đâu thì xin thưa quý vị là chu tới đây nè chu ngay cái điểm cái vertex chỗ này nè đó cái chỗ giao nhau á không ngay cái chỗ cái chỗ này nè nó có một cái vertex nằm đây nè Đấy nè sẽ chu vào đó ha chu ngay chỗ này ngay cái vertex nằm đó ha rồi như vậy bây giờ làm lại ha chọn mặt này chu vô chu face it nó nó đang chạy nè thấy không bạn di chuyển con chuột là chạy vô vậy ra đó bây giờ để ngay cái vertex chỗ đó thì bạn sẽ giữ control rồi bạn đưa cái con chuột ngay cái vertex chỗ đó là tự động nó sẽ snap vô nó bắt chính vô thấy không đó, nó bắt chính vô đó rồi lấy chuột xong xong được ha. Rồi, bên đây làm tương tự vậy luôn. Thao tác giống vậy, chọn hai mặt đây. Extrude vô. Và cũng extrude ngay một cái vertex nó nằm chỗ cái cái cạnh vô đó đó nha. Giữ control nữa ấy, extrude face it Đó, nó có cái cạnh màu đen thứ hai từ ngoài đến vô thấy không? Giữ control, đưa con chuột lại gần cái cạnh này, giữ ngay cái điểm này đó, tự động nó sẽ bắt dính vô đây. Nha. Rồi bắt dính vô bạn click vô một cái nó sẽ dính. Rồi, ok. Như vậy bây giờ có một số cái mặt nó thừa ra nè bạn. Chọn, bấm phím delete, chọn face, xóa nó đi. Bọn đây còn cái nha. Delete, face, xóa nó đi. Rồi, vậy là chu vô đẹp trai đó nha. Vậy giờ mình tiếp tục làm gì? Mình đẩy hai mặt này sâu vô trong nữa nha. Vậy bây giờ hai mặt này nó kề nhau, bạn có thể sử dụng cái lệnh extrude face along normal nè, nha. nha nó sẽ nó sẽ ok không, nó đi liền nhau nó không có chồng chất, chéo gì nhau hết nha. Nhớ là giữ theo phím ALT để cái khoảng cách nó cách đều so với cái cái viền ngoài nha. Rồi cái này đẩy vô bao nhiêu đây? Đẩy vô nhiều đi, rồi. Đó, vậy là ngon lành. ha. Vậy nãy giờ chúng ta hoàn toàn không có sử dụng cái lệnh um, inset nha bạn. True không không? Mình loop cut với true không mà Đấy. Bây giờ kiểm tra lại nó nó ra cái 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 lõm nó cái ngăn này nè nha lý do là nó chưa có sắt nó sắt là nó sáp á nha nó như bên kia nó còn bị cong cong bầu bầu chỗ này nên mình chưa có chèn mấy cái ít lớp chặn thôi nha nhưng mà bây giờ trước tiên một có một cái vấn đề bạn cần giải quyết đó là bạn để ý là cái cái viện chỗ này cái, cái cạnh chỗ này nó bầu đúng không cái góc chỗ này nó bầu cái, cái khối đầu tiên nè khối v một nè mình làm tác phẩm v một đầu tiên mình làm nó là khối này bầu đúng chưa tôi đang đưa con chuột theo cái số cái đường đó nè nha làm biến lấy giết cái quá nhưng mà tự nhiên đây nó vuông dứt rồi nè tự nhiên đây nó vuông không cái 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 cái, cái góc chỗ này tự nhiên nó vuông rồi ông bầu vậy là chật lót rồi không đúng với lại cái ý định nào nè bạn nhìn thấy không bạn thấy mấy này bầu nè góc chỗ này bầu góc chỗ này bầu tự nhiên góc chỗ này vuông dứt nha góc này vuông dứt vậy là chật rồi phải sửa nha vậy bây giờ mình coi lại cái topology thôi cái lý do mà nó vuông dứt nhất là tại vì cái cạnh này nè. Ây dạ, xin lỗi. Cạnh cái edge loop chỗ này nè, nó giữ đúng không? Cái edge loop chỗ này và cái edge loop bên đây. Nó giữ cho cái cạnh này cái chỗ này nó bị chặn lại cho nên nó, nó vuông Đúng chưa? nhưng bây giờ mình phải xóa nó nha. Mình xóa nó, xóa làm sao, xóa nó thì mất chỗ này thì nó xóa nó 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 vô tới đây luôn. Thì chỗ này nó cái cái hình chỗ này nó thành, hình hình engon là không ổn nha. Phải giải quyết trước, giải quyết như thế này. Bạn uh xuống chỗ này nha chọn chế độ chọn điểm chọn hai cái điểm chỗ này nha nói ra thành cái đường chéo thì để nói là bạn chuột phải lên bằng connect cơ uh, vertex path hay là vertex pair thì chị nó cũng được nha connect vertex path đi đó cắt thêm cái đường chéo thêm này thấy không anh lại nè cắt thêm nha rồi trời uh, nãy giờ tôi quên mở cái phím tôi bấm cho các bạn xem nha lỡ rồi Đó, cái phím nó nằm bên phải cái một cái uh, plugin một cái add on đó. rồi chọn cái uh, hai cái phím hai cái um, hai vô dưới đây cũng tương tự ha Ờ uh, connect nó lại đó rồi thì bây giờ sẽ xóa hai cái add loop đó thôi nha cái add loop mà nó làm cho cái cạnh này nó bị vuông đó. tức là hai này 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 tự động nó bao xuống dưới luôn rồi nha cho nên xóa thì là control delete ha xóa lúc là control delete còn xóa mặt á nãy giờ quên á xóa mặt thì bạn chỉ việc bấm delete thôi rồi nó sẽ hiện ra cái menu này thì bạn chọn là face là xóa mặt nha còn xóa lúc là bạn chọn nguyên cái lúc là control delete nha rồi ok vậy vậy bây giờ bạn xóa được hai cái lúc chỗ rồi nó không còn chỗ đó nữa thì uh, lúc nó không còn đó nữa thì bên này smooth thì bạn thấy chỗ này nó cạnh chỗ này nó cong lên nè thấy không nó cạnh chỗ này nó cong lên vậy là đúng với lại hai cái khối ban đầu ha cong nha và lưu ý là cái việc mình cắt cái đường chéo đó nó không có tạo ra tam giác đâu nha dụ thông tin kiểm tra nè Select lấy dụng dùng lên trên này đi ha sẽ on uh, by trade face it by side mặt ba cạnh không có mặt ba cạnh ha mặt bốn cạnh tứ giác thì ok 100% tứ giác hết nè rồi ngon vậy tiếp tục sự nghiệp đó là bây giờ cái, cái ngăn này làm cho nó sắc rồi thôi nha nó sắp rồi thôi nó chèn mấy cái lúp chặn thôi rồi, Máy mấy này tôi khỏi thuyết minh nha ok Đây bị công đúng không? Chỉ cần cái lúp chỗ này. ngoài luôn nha rồi bên kia cũng vậy nha rồi ok nó nó góc sắt rồi là... ờ, bây giờ bạn nói cái cái ngăn này xong nó nhỏ hơn đúng không cảm giác cái ngăn ở đây rộng hơn chỉnh là thôi chả khi móc xì gì có test nha chọn cái nhóm này nè chọn cho đúng nha bạn đừng chọn dư mệt lắm xếp đây rồi kéo nó ra phải Bây giờ kéo bao nhiêu thì uh, nhớ số ha, đằng lát nữa bên kia mình kéo nó tương ứng cho nó bằng nhau Kéo bên đây dụ như 0.4 đi hả Rồi thì bên đây nó cũng vậy luôn Quét nhấm đây xếp chọn quét nhấm đây À cái, uh, cái cái gọi là cái cái gì nhỉ kêu là cái cái key map đúng không key map tôi đang xài là của Industry Compatible nha Thật ra tôi, tôi, tôi custom cái key map riêng nhưng mà bạn nếu bạn không có key map riêng thì bạn chọn industry compatible nó là, làm, cái nó giống như của, của Maya nha. Chứ tôi không xài cái mặc định của Blender ha. Cho nên là nhiều khi tôi nói giữ ship, giữ gần giữ alt gì đó thì nó khác. Mấy bạn xài mặc định của Blender nó khác là do tôi xài Maya. Ở trên màu hồi à, nãy kéo này nhiêu vậy? Là nói chuyện quên số. Nào cái dạng quá. Kéo bên đây là 0.23 nhầm 3 thử. 3 đi ha, 0.3. Các bạn học viên của tôi thì biết cái vụ khoảng khoảng để kéo cái nó nói quên rồi. 0.3. Mấy cái key map tôi rồi cho ấy, không mấy bạn không phải học viên thì nhiều khi không biết ha, vấn đề đó. Rồi ok. Cái đường nó xéo với kệ nó không sao, miễn Ủa, mất cái modify rồi Rồi mình cái ngăn nó rộng ra là đại yêu cầu ha Ok ngăn rộng ra nè Rồi bây giờ còn chỗ này nó cũng chưa có sắt nữa Mình thấy cái lúc rồi Chèn cái lúc ở ra đây đi Khoan Trước khi chèn mình dòm cái này cái nha Kiểm tra lại cái Hiện hiện tại cái vấn đề mình cần giải quyết là gì nhỉ? chỗ này nó đúng không? đây nó lẽ là nó có một cái vết nhăn bây giờ không có nữa nha. xem lát rồi, xe smooth nè vết nhăn không có ha. đổi chất liệu coi luôn. ok. nó hoàn toàn không có vết nhăn. vậy là cái uh, vấn đề mình bị vướng ở cái những cái khối cái khối cái khối cái v1 nha v1 mình đã sửa được rồi nha nhưng bây giờ mình chỉ ngồi để mình tinh chỉnh cái khối này cho nó, nó đẹp hơn thôi. chỗ này cái cạnh này nó phải sắc hơn đúng không bên kia nó rất là sắc nhưng mình chèn cái lớp cách chỗ chỗ này à, theo chiều đứng ha chịu đứng thêm chèn cũng được hai cái cũng được luôn nó không có khó mà tuy nhiên nó đòi hỏi mình phải ngồi mình chèn lúc cách đồ chỉnh những nhiều thao tác nó nhiều thôi chứ nó nó có gì gọi là khi bạn làm quen rồi nó không có gì khó nha rồi xác rồi đấy được ha đổi tên này thành V3 đi Ok bây giờ mình làm cho nó hoàn thiện thêm nữa nè gọi là tự làm khó mình ha các bạn nếu coi cái video bạn thấy dự ý đây rồi thôi nhưng mà tôi ví dụ như tôi muốn cho nó hoàn thiện tôi muốn tự làm khó mình để mình ngồi sửa nữa thì nó như thế này à, giả sử như cái khối gốc của mình nó cái cạnh chỗ này nó khá là sắc các bạn. đường chỗ này nè khá là sắc sắc tức là cái chỗ đó nó không có cái độ cong nó không có được bo cho bầu nhiều á nha. Sắc bén đó ha. Thì hả uh, tức là đây ha, đang 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 nói cái chỗ này nè. Ở cái đường đó nha. Thì bây giờ mình so so cái khối V3 mình mới dựng. Khối V3 mình mới dựng thì nó là không có được cái độ sắc đó, thấy không? Mình thấy chỗ này nó bầu bầu. Nha chỗ này nó bầu bầu thì bây giờ mình phải làm cho sắc luôn làm cho sắc luôn thì thưa quý vị là mình sẽ chèn thêm cái ít lúc chỗ này thôi đúng không Nhưng mà trước khi chèn dòm cái nha cái góc chỗ này của mình rất là đẹp ha mình chèn vô nè chèn vô ok chỗ này nó cũng đẹp rồi lý do là tập biết sao không? tại tôi chèn cái cạnh này đây rồi giả sử nha bạn chèn thêm cái này mà giả sử như bạn không có cái cạnh chỗ này nha cần cho delete chỗ này tại nãy quên nó chèn cạnh chỗ này luôn rồi cho nên thì nó sẽ bị nhăn nè thấy không tức là nó vậy giả sử xóa cái này luôn nha đó nguyên gốc nó cái cái cạnh nó bầu vậy đúng không bây giờ bạn nói muốn cho nó sắc lại thì bạn chèn thêm cái lúc cắt chỗ này ha rồi tự động nó thấy chỗ này nó bị nhăn thấy không bị lõm vô nè thì hồi nãy là do vô tình trước đó mình có chèn một cái lớp lớp cách đứng rồi chèn chỗ này nè đó thì nó sẽ hết bị nha chỗ đó nó sẽ bị hết bị lõm được ha vậy bạn nhớ là ví dụ như bạn muốn làm cái cạnh nó sắc, mà vô tình vô tình nó có cái tình huống chỗ này nè nó bị một cái cái cái, cái, cái lõm vô cái nhăn chỗ này nè nha thấy không cái này xây xây nó còn dữ hơn nữa đó thấy không nó bị đen đen chỗ này nó bị lõm như như bị cấn á nha dưới này thì mình chưa có đụng đã đụng tới cho nên chưa bị nhưng mà bên đây nó không bị cấn nè đây bị không bên đây tại vì có cái lớp đứng rồi cho nên nó không có nó không có, có 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 gì nhỉ? bị nhăn thật sự không có cái lớp đứng này nha đó thấy không bị lủng nè Vậy để khắc phục cái tình huống, cái tình trạng này thì chèn thêm cái lúp đứng nữa nha bạn Lúp cắt hình slide ở đây nè Lúp đứng ở đây nè 0.8 này hả? Rồi Bên kia cũng vậy nha Nè nó bị cái lằn cấn đó đúng không Chèn cái lúp cấn vô, lúp cắt vô Cái lúp chứ, cái cái ad lúp chứ, nói cái cái cởi lộn sợ ngậu cho 0.8 bên kia hả? Vậy là cái này chắc không chấm trừ không chấm rồi rồi đẹp trai góc rất là đẹp luôn không có cấn không có lũng không có mớp nha được ha nhìn coi về ba hoàn thiện độ hoàn thiện cao hơn nữa ờ... ở dưới này cũng làm tương tự luôn sẵn làm làm luôn chèn thêm cái lớp cách cho này rồi, nó cái cạnh này nó sắc hơn không? Rồi bây giờ thêm một vấn đề cuối cùng. Đó là xóa bớt mấy cái lúp nha. Nãy giờ chuyện tùm lum ta la vô rồi. Thật ra cái này bạn không làm cũng được. Cái khói bạn hoàn thiện mà nó nó mịn gì nè nó không có bị nhăn nó không có bị cấn mớp gì thôi thì cũng ok rồi nha tuy nhiên nếu bạn nào mà thấy là, là muốn xóa bớt ít á, muốn tối ưu thêm một chút á thì mình có thể làm cái thao tác này nha sẵn cái video tôi nói luôn nó hơi dài ha, video nửa tiếng rồi nhưng mà thôi sẵn nói luôn ờ bạn sẽ làm chuyện này nó sẽ xóa bớt những cái ít lúc mà không cần thiết không cần thiết là sao bạn tức là cái này nè cái này thật ra là không cần thiết cho lắm cho nên là xóa ha. Mình sẽ làm như sau mình sẽ tạo một cái đường chéo từ chỗ cái những cái góc chỗ này nè nha cái góc này mình sẽ tạo một cái đường chéo lên nha rồi để làm được cái chuyện đó bạn chọn vertex này bạn nắm bằng kéo bằng mọt, ghép nó qua vertex bên đây nha thì để làm chuyện đó bạn nắm bằng giữ control bằng kéo qua vertex này, đây bằng nó vô được ha tương tự cái dưới này bằng nắm bằng kéo lên giữ giữ control bằng mọt nó vô cái chỗ này rồi vậy rõ ràng bạn thấy là được một cái đường chéo mới nè nha tương tự làm uh, mấy góc kia thật ra là bạn chỉ cần làm hai góc thôi à, à, không phải xin lỗi làm hết đó xin lỗi uh, làm cái góc uh, nè lát nữa cái lúc bạn xóa là lớp cái lúc này nè cái lúc màu cam tôi mới chọn nè nó chạy nó chạy dài qua tới bên đây như vậy bên đây bạn cũng phải tạo cái đường chéo nha làm cho bạn coi nha nắm này kéo control vào đây năm này control lên đây rồi đó nhiều nguyên cái lúc này bây giờ nó chạy từ bên đây nó chạy qua bên đây bạn có thể xóa nó rồi nha nhà tôi khoan hay xóa tôi để đó tôi làm hết lượt đi xóa cái này chạy từ trên này xuống ở dưới dưới đâu dưới đây dưới đây thì bạn cũng phải tạo cái đường chéo đường chéo làm tốc độ lên control vô đây control vô đây ok rồi vậy thằng này là từ dưới này lên trên này là ngon nè xóa được rồi đó ha Vô qua giải quyết cái đây cái đi Bên đây là ok ok Còn dưới này Đường chéo Nắm này kéo qua mình tròn qua Nắm đây kéo xuống Control tròn cho nó bắt dính vô rồi ok Rồi vậy là Ok hết đó cái này Chạy một vòng qua tới đây Bạn thấy cái đường chéo gì nè nó xéo hoàn gì là ok là xóa được rồi đó bây giờ xóa cái lớp thì nãy nó rồi ha control để xóa thằng này chọn nguyên này nó chạy từ đây lên tới uh, lên tới đây. Control delete xóa. Rồi thằng này chạy từ đây qua tới đây. Control delete xóa. Thằng này chạy từ đây xuống dưới đây. Control delete xóa. Ok. Vậy thì những cái góc nằm chỗ này bạn sẽ thấy nó có một cái đường chéo như thế này. khá là sạch sẽ ha. Ờ, kiểm lại thì không có tam giác đâu, yên tâm nha. Không tin làm thử nè Select on my tray face it by side kiếm mặt tam giác ba cạnh không có ha rồi uh, smooth nó đi nè cái cạnh nó dẫn sắc nha vẫn sáp chỗ này nó rất là đẹp không có nhăn nhúng mốp méo gì hết nha rồi đó là cách mình xóa bóp một vài cái loop để bạn giảm cái số polygon xuống ha xây uh, size mode được rồi đấy xây mốt cũng rất mốt cũng rất, rất là đẹp á, ủa sau này chưa mà mốt đó rồi mốt cũng rất là đẹp vậy thì trong ba khối là khối v 3 là hoàn thiện nhất ha cái khối v 2 bên đây thì tôi, tôi tôi cái cạnh chỗ này cái, cái 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 cái, cạnh chỗ này nó còn hơi bầu bầu nữa Nó chưa có chèn cái lúc á chèn vô là nó bị nãy nó, nó bị bị nhăn á thấy không chỗ này nó bị nhăn ra nè Đó, nó bị cái vết nhăn nó đụng nè nha nên là cái phối V2 thì tôi chưa có làm cho cái cạnh này nó sắc rồi ha cái đường này sắc sáp rồi còn khối V3 thì bây giờ mình vừa mới làm cho nó sáp rồi luôn ok em à rồi vậy mình giải quyết xong vấn đề thì nó thật thì mấy cái này nó không có khó nhưng mà phải làm nhiều mà mới quen thao tác và nó là như là nó giống như là một cái uh, cuộc chơi của những cái uh, cái lớp thôi chứ không gì nha ad lớp qua cho ad lớp luôn đúng không ừ, kiểm soát nó tốt thì nó sẽ không có bị nhăn rồi ok video khoảng à, là 31 phút mấy rồi ha. cho nên là tôi, tôi dựng cái video và tôi để cái cái file render hai này ha counter hai này ở dưới dưới cái phần mô tả của video nha